Chào các bạn, hôm nay mình thay đất cho cây hoa giấy này. Cây hoa giấy này mình trồng ở đây cũng đã lâu rồi và lúc trước thì mình để nó nổi nó khá cao. Bây giờ mình cắt đây xuống, mình lấy cái bầu này ra và sau đấy thì mình đưa đất mới vào để mình chăm sóc cho cây nó khỏe. Bây giờ mùa đông rồi nên là khi mình thay đất cho cây hoa giấy thì mình cần phải để lại cái bầu các bạn ạ. Nếu mình mà rú bầu thì cây có thể chết đấy. Và bạn nào mà muốn thay đất cho cây hoa giấy vào đợt này thì các bạn có thể xem video này để các bạn tham khảo và có thể làm được. Bây giờ trước mắt là mình dùng dao mình cắt cái bầu này. Mời các bạn cùng theo dõi. Mình dùng con dao, có thể dao cùn hoặc dao sắc tùy các bạn ạ. Sau đấy thì mình chọc xuống, cắt bầu. Và các bạn cố gắng không làm vỡ bầu nhé. Bây giờ trước mắt là mình cắt đi rồi tí nữa mình cắt lại. Sau khi đã cắt xong như thế này thì mình đưa cây này ra. Các bạn thấy cây vẫn còn bầu nguyên. Mình đưa cái bầu này ra mình gọt lại. Và cái phần đất trong này mình lấy ra ngoài. Đây, đất này mình lấy ra ngoài. Mình sẽ thay bằng cái đất mình đã trộn sẵn đây này. Đây, đất này là trong này có chấu, có phân mục mình đã ủ rồi. Đợt này thì mình không bỏ xỉ than các bạn ạ. Đợt này mình chỉ có chấu với phân mục với lại đất vườn thôi. Đất nó chiếm khoảng một nửa. Còn phân chuồng khoảng 1/4 và chấu khoảng 1/4 mình đã trộn và ủ vào đây rồi. Bây giờ mình đưa cái đất trong cái chậu này ra. Đây, dễ rất nhiều các bạn này. Mình sẽ xúc, mình đưa ra ngoài. Sau khi mình lấy hết đất trong chậu ra thì mình đưa đất mới vào. Các bạn mà không có đất mới thì các bạn có thể dùng cái đất vừa rồi. Các bạn trộn thêm chấu và phân mục vào các bạn trồng cũng được các bạn ạ. Không nhất thiết là phải thay đất mới đâu. Nhưng mà đây mình ở quê mình có đất thì mình thay thôi. Tiếp theo là đến cái cây. Bây giờ mình sẽ cắt lại cái bầu. Đây các bạn, cái bầu nó như thế này. Mình sẽ dùng dao mình cắt mỏng nó đi. Cắt mỏng để cho nó ra rễ mới các bạn ạ. Các bạn lưu ý là không làm vỡ bầu nhá. Sau khi cắt mỏng bầu, mình trồng lại. Tiếp theo là mình chỉnh ngay ngắn là cái bộ gốc. Mình không cần chú ý vào bầu đâu nhá, mình chú ý vào cái cành cây ấy, cái tán cây ấy, để mình chỉnh cho nó hợp. Đây, ví dụ như là lần này cái bầu cây nó nghiêng nhưng mà cái cành nó đạt thì mình chỉnh theo cái cành này các bạn này. Đây, cái cành nó như thế này. Đây, mình chỉnh ngay ngắn cái cành lại, còn cái phần bầu thì kệ nó thôi. Đây, cành đây. Lần này mình đưa gốc nổi ít rồi các bạn ạ. Đưa nổi nhiều quá nhìn nó xấu.
cái phần xung quanh sát miệng chậu thì mình nên cho đất nó thấp hơn các bạn ạ, để khi mình tưới nước nó xuống đây thì nó không bị tràn ra ngoài. Bây giờ mình tưới nước nữa là xong. Khi tưới thì chúng ta tưới chậm thôi, tưới chậm để cho nước nó ngấm đều, nó không bị tràn. Nếu các bạn tưới nhanh thì đất có thể bị tràn và chảy. Và chúng ta tưới khi nào mà thấy nước nó ra ở đáy chậu là được các bạn ạ. Và quá trình thay đất cho cây hoa giấy như này là xong. Bạn nào mà có cây hoa giấy đợt này muốn thay đất thì các bạn có thể áp dụng cách này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn làm được nhiều cây hoa giấy đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.